Xin chào mọi người, mình là Thảo. Mình hiện đang định cư tại tiểu bang Washington của Mỹ. Thì hôm nay tranh thủ cái thời gian nghỉ, không có làm việc ở bệnh viện của hai vợ chồng mình, thì hai vợ chồng mình chạy đi qua một cái thị trấn khác. Cách cái thị trấn mà mình ở là khoảng 3 giờ lái xe, để cắt cỏ cũng như là cắt cây cối xung quanh cái miếng đất để chuẩn bị bán. Thì do là cái miếng đất này thì chồng mình mua lâu rồi, mua từ lúc mà mới học xong trung học phổ thông á, và cái giá thì nó cũng không có mắc lắm, nên là chồng mình đã mua nó. Và hiện tại thì là chồng mình thấy là cái miếng đất mà không có làm ra tiền á, thì nó vô nghĩa quá, nên do đó là chồng mình quyết định là dọn dẹp cắt cây cối, rồi xong vợ chồng mình sẽ để cái giá bán lên. Thì cái miếng đất này á thì nó vuông vức nha mọi người nha, nó khá là vuông vức. Và chồng mình với mình là tính là bán với giá là 20.000 đô, thì tính ra là khoảng 400 mấy triệu à. Nhưng mà chồng mình tính là cho người ta trả góp, mọi người, cho người ta trả góp là một tháng là vợ chồng mình lấy 200 đô thôi, thì cho họ trả góp trong vòng 10 năm. Thì đó là cái dự tính của vợ chồng mình. Thì mình làm cái video clip mình giới thiệu để cho mọi người thấy được cái khung cảnh là vợ chồng mình đang dọn dẹp cũng như cắt cây cối ở cái miếng đất này của vợ chồng mình. Thì đây, đây là phía sau lưng của mình. Thì miếng đất này là gần 1.000 mét vuông, nên là nó cũng nhìn nó cũng thẳng thớm vuông vức lắm mọi người. Hồi sáng là lúc 5 giờ sáng là vợ chồng mình thức dậy lái cái chiếc xe bán tải nè, kéo cái hệ thống máy cắt nè. Đó, này là máy cắt cây nè, cái máy cắt mấy cái thân cây nè, rồi cái máy này là cắt cỏ nè. Đó, thì vợ chồng mình kéo đi từ lúc 5 giờ rưỡi sáng, lái 3 tiếng đồng hồ để đến cái chỗ miếng đất của vợ chồng mình. Thì đây, chồng mình đang cắt cây đây. Thì vợ chồng mình tranh thủ dọn dẹp cũng như cắt cây cỏ trong vòng 1 ngày. Xong sau đó là sẽ để cái bảng giá để bán. Thì mình nói với chồng mình á là chồng ơi đừng có bán, mình cứ giữ lại đi để nó có giá trị, cái này nó có giá trị hơn. Thì chồng mình nói là mình mua đất là để mình bán, mình kinh doanh đất chứ không có mua đất mà để trữ. Nên là vợ chồng mình nói thôi mình bán. Chồng mình đang cắt cỏ đây. Chồng mình đang cắt cây đây honey. Đó, chồng mình đang cắt cây đây, chịu làm lắm mọi người. Nói chung là không có việc gì khó đó. Đối với chồng mình là chỉ có khó là ngồi phải làm giấy tờ nọ, việc trong tay là làm rút sẵn hết, rút sẵn hết. Mình xin dừng cái video clip đây. Khi mà mình làm xong á, mình sẽ quay cái video clip, quay cái thành quả của vợ chồng mình cho mọi người xem ha. Đây là cái khung cảnh trước khi cắt nha, đây là cái khung cảnh trước khi dọn dẹp nè, cắt cỏ nè ha. Đó, sau một ngày làm việc không nghỉ ngơi, từ lúc đi khỏi ra khỏi nhà từ lúc 5 giờ rưỡi sáng và hiện tại là 6 giờ rưỡi tối, thì vợ chồng mình đã dọn dẹp cắt cây cũng như là cắt cỏ sạch sẽ cho cái miếng đất mà vợ chồng mình sẽ bán. Thì đây là cái khung cảnh của cái miếng đất sau khi mà vợ chồng mình đã cắt cỏ cắt cây đó. Thì quan cảnh đó đây, lúc này là 6 giờ rưỡi tối nha mọi người. Vợ chồng mình cố gắng tranh thủ cắt cỏ rồi sạch sẽ hết, rồi cắt cây, rồi những cái cây nào mà bự á thì mình giữ lại mình làm gỗ, để mình đem về nhà để mình làm gỗ để dùng cho lò sưởi á mọi người. Còn cái nào mà nhỏ quá thì mình cứ cắt bỏ ở đây thôi, cắt bỏ tại chỗ thôi.
thì đây là cái quan cảnh lúc mà vợ chồng mình đã gần như là hoàn tất cái việc mà cắt cỏ cũng như cắt cây ha. Còn cái miếng đất kề bên đó là của người ta, thì người ta khi nào người ta cắt thì kệ người ta, mình không quan tâm. Mình chỉ quan tâm là cái miếng đất của vợ chồng mình thì vợ chồng mình cắt thôi. Thì đây hầu như là đã xong hết luôn nha mọi người nha. Vợ chồng mình làm hầu như là không nghỉ ngơi luôn á. Có 15 phút đi ăn thôi. Còn bao nhiêu là người cắt, người rọc, nói chung là làm nhiệt tình lắm, không có thời gian nghỉ ngơi luôn đó. Thì cái miếng đất này đó là hai mặt đều có đường, nhưng mà cái mặt trước thì nó có cái đường lộ, đường nhựa nó nhìn nó bự hơn, còn phía sau thì cái đường nhỏ là như cái đường trong hẻm ở Sài Gòn mình vậy thôi đó. Thì còn cái khúc này nữa thì chồng mình đang dùng cái máy cắt cỏ nhỏ bằng tay để cắt. Đó là cái khúc này ha. Còn bao nhiêu là đã xong xuôi hết. Thì đây là cái khung cảnh của cái miếng đất mà vợ chồng mình sẽ bán đây. Thì cái miếng đất này là vợ chồng mình tính là bán là 20.000 đô. Và mọi người sẽ và chồng mình sẽ cho họ trả góp, người mua họ sẽ trả góp ha. Thì dự tính là một tháng mà chồng mình trình lấy 200 đô. Thì lúc mà vợ chồng mình bắt đầu làm thì cũng có vài người tới hỏi, nhưng mà chồng mình nói là để sau khi mà xong xuôi á, chồng mình để cái bảng lên á, mọi người có thể liên hệ thông qua cái bảng mà vợ chồng mình ghi á, thì có những thông tin thì họ sẽ liên hệ thông qua đó. Thì đây là chồng mình đang sửa đây, thay cái dây mới để cắt cỏ nó ngon hơn á, nó nhanh hơn. Mình chắc là mình phải dừng cái video clip ở đây ha, tại vì trời cũng bắt đầu tối rồi nha mọi người. Mặt trời đã lặn rồi ha. Thì mình cảm ơn mọi người, mình cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip. Hẹn mọi người ở những cái video clip tiếp theo, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái cuộc sống Mỹ ha. Đây chồng mình đây. Chào mọi người nha.